Việc làm thịnh hành nhất năm 2024. Xác định một việc làm thịnh hành nhất, duy nhất cho năm 2024 là một việc khó khăn, vì các góc nhìn và nguồn khác nhau sẽ làm nổi bật các vai trò khác nhau. Tuy nhiên, có một số lĩnh vực thú vị nổi bật với nhiều vị trí có nhu cầu cao trong đó. Công nghệ và công nghệ thông tin. Chuyên gia thiết kế UX, UI, thiết kế giao diện trực quan và thân thiện với người dùng ngày càng trở nên quan trọng. Kỹ sư phần mềm, các nhà phát triển có tay nghề luôn được săn đón do sự phát triển liên tục của ngành công nghệ. Nhà khoa học dữ liệu, trích xuất thông tin chi tiết từ dữ liệu thúc đẩy các quyết định kinh doanh, khiến vai trò này trở nên quan trọng. Chuyên gia an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa ngày càng trở nên quan trọng. Chăm sóc sức khỏe và công nghệ sinh học. Cố vấn sức khỏe tâm thần, việc giải quyết nhu cầu về sức khỏe tâm thần ngày càng tăng tạo ra nhu cầu đối với các chuyên gia hỗ trợ. Trợ lý chăm sóc sức khỏe tại nhà, một dân số già hóa thúc đẩy nhu cầu về dịch vụ chăm sóc tại nhà. Kỹ thuật viên phẫu thuật, hỗ trợ các bác sĩ phẫu thuật trong các ca phẫu thuật cần những cá nhân có tay nghề cao. Kỹ thuật viên y tế, kỹ thuật viên xét nghiệm, phân tích mẫu y tế để chẩn đoán và điều trị là rất quan trọng. Lĩnh vực khác. Quản lý chuỗi cung ứng, logistics hiệu quả và di chuyển sản phẩm là điều cần thiết cho các doanh nghiệp. Thợ điện, lắp đặt và bảo trì hệ thống điện có tay nghề luôn cần thiết. Chuyên viên lập thuế, việc điều hướng các quy định thuế phức tạp tạo ra nhu cầu về chuyên môn. Chuyên gia phát triển bền vững, tập trung ngày càng tăng vào trách nhiệm môi trường thúc đẩy cơ hội việc làm.